Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị mua bán các token chạy trên cái network Son trên cái ví Sapan. Quý vị có thể cài đặt tải ví từ App Store hoặc là CH Play. Ở ô tìm kiếm quý vị hãy đánh là Sapan. Đó. Quý vị chọn Sapan Wallet và quý vị chọn cái Pro đây này, Sapan Wallet Pro đó. Thì đây tôi đã tải về rồi. Quý vị ai đã có ví thì quý vị có thể bỏ qua cái bước này. Ok, quý vị tạo một cái ví mới thì vào ví phần mềm. Chọn tạo ví. Bước này quý vị hãy đặt nhập mật khẩu. Quý vị đặt tên ví. Ví dụ tôi đặt là Sona Na. Thì ở đây mặc định là 12 ký tự. Và cái ví này nó có một cái cài đặt nâng cao. Quý vị có thể cài đặt hoặc cũng có thể không cài đặt nâng cao. Đây là cái mật khẩu để đồng bộ cái cụm từ ghi nhớ này. Ok chưa? Rồi thì tôi sẽ để mặc định đi. Chọn vào xong. Ví mới đã được tạo thành công. Việc tiếp theo là quý vị hãy sao lưu lại cái cụm từ ghi nhớ và lưu trữ thật cẩn thận. Tuyệt đối không được để lộ cái dãy cụm từ ghi nhớ này. Ok chưa? Rồi sau khi sao lưu xong, ở đây tôi sẽ chọn vào bắt đầu sử dụng. Thì đây là cái giao diện cái ví Sapa. Quý vị có thể bật tắt các token nó có ở trên này đi. Quý vị chọn vào thêm. Tôi sẽ tắt đi này. Đó. Tắt đi này. Tắt đi này. Tắt đi này. Và ở cái ô tìm kiếm này tôi sẽ bật cái đồng Son lên. Đó, chọn một dấu cộng để bật. Ok, vậy là cái đồng Son đã được thêm vào, đã được bật. Thì quý vị muốn giao dịch các token DeFi chạy trên cái network Son này, quý vị bắt buộc phải có cái đồng Son để làm phí mạng. Ok chưa? Đồng Son quý vị có thể rút từ sàn Binance hoặc sàn FTX hay bất cứ một sàn nào khác. Nhưng quý vị rút từ sàn FTX thì sẽ không bị mất phí giao dịch. Ok, bây giờ tôi sẽ mở cái sàn FTX lên và tôi chọn vào ví. Tôi sẽ chọn vào rút tiền này. Quý vị rút Son thì quý vị tìm kiếm là Son, hoặc quý vị rút USDC thì quý vị nhập là USDC. Và USDC thì nó nằm trong cái thư mục là USD. Đó. Đây, USDC này. Rồi, ví dụ ở đây tôi sẽ nhập cái đồng Son đi. Và quý vị hãy copy cái địa chỉ ví Son bên cái ví Sapan. Đó, ở đây tôi sẽ chọn vào biểu tượng copy này. Copy. Tôi sẽ sang cái sàn FTX. Ở cái ô thứ hai này, quý vị hãy dán cái địa chỉ mà quý vị vừa copy từ cái ví Sapan sang bên sàn FTX. Đó. Ở ô thứ nhất thì quý vị nhập số lượng. Ok chưa? Quý vị có thể lưu cái địa chỉ này vào để cho thuận tiện việc rút tiền lần sau. Và quý vị nhập mã 2FA
của cái sàn FTX của quý vị vào cái ô 2FA code này. Đó. Tôi sẽ thử thao tác lại. Son này. Quý vị rút cái đồng Son thì có thể quý vị sẽ không cần phải chọn cái mạng lưới, bởi vì mặc định ở đây nó chỉ có một cái mạng lưới duy nhất là Son thôi. Còn quý vị rút USDC hoặc USDT thì quý vị phải chọn chính xác cái mạng lưới. Đây, tôi sẽ chọn USDT chẳng hạn. Thì cái mạng lưới đã ở cái phần này. Đó, quý vị chọn đúng cái Solana SPL. Ok chưa? Và quý vị rút USDC, quý vị cũng chọn đúng cái mạng lưới là Son. Rồi, tôi sẽ trở lại cái ví Son. Thì quý vị muốn mua bán các token DeFi chạy trên cái Son, quý vị hãy vào cái trình DApp của cái ví Sapan này. Đó. Quý vị để ý phía bên trên này, nó là một cái danh sách các mạng lưới. Đó. Quý vị hãy kéo từ bên phải sang bên trái thì nó sẽ có cái mạng lưới Solana. Đó. Thì đây là danh sách các sàn hỗ trợ cái mạng lưới Son trên cái ví Sapan. Thường thì quý vị có thể giao dịch trên cái sàn Ray. Đó. Hoặc là sàn Serum. Serum thì chưa tích hợp vào cái ví này. Hoặc quý vị cũng có thể giao dịch trên cái sàn OpenOSIM. Đó. Ví dụ tôi sẽ vào cái sàn Ray đi. Quý vị sẽ thấy cái từ Conlex phía bên trên này. Lần đầu quý vị kết nối ví với sàn, nó sẽ có cái từ Conlex này. Quý vị hãy chọn vào Conlex. Thì ở đây nó sẽ ra danh sách tất cả các ví đang hỗ trợ cái mạng lưới Son. Thì bình thường quý vị sử dụng máy tính, quý vị hay sử dụng cái ví Phantom hoặc ví Sonflare hoặc là ví Solar. Còn ở đây quý vị sử dụng ví Sapan thì quý vị hãy chọn đúng cái biểu tượng ví Sapan. Ok, đó, nó đã báo là connect thành công này này. Và cũng như bình thường, quý vị hãy chọn cái token mà quý vị muốn hoán đổi. Ví dụ ở đây tôi chọn là Son chẳng hạn. Và bên dưới tôi sẽ chọn là một cái đồng khác đi. USDC chẳng hạn. Đó. Và quý vị nhập cái số lượng mà quý vị muốn hoán đổi. Ok chưa? Nhập xong quý vị chọn vào swap và quý vị xác nhận một lần nữa. Ok, đó là cách để mua bán các token DeFi chạy trên cái network Son. Ngoài ra quý vị có thể kiểm tra cái trạng thái giao dịch cũng như là lấy cái smart contract ở cái trang Son Scan này. Ví dụ ở đây tôi sẽ nhập vào cái ô tìm kiếm một cái token là Snim chẳng hạn. Snim. Tôi muốn lấy cái contract hay cái này chẳng hạn, kin chẳng hạn. Ok, đó. Còn quý vị muốn kiểm tra cái trạng thái giao dịch hoặc là phí giao dịch thì quý vị lấy cái địa chỉ ví và quý vị dán vào đây để tra. Đây, thì tôi sẽ lấy cái smart contract của cái đồng kin này. Tôi sẽ copy. Copy này. Quý vị hãy bấm vào biểu tượng copy. Ok, đã copy. Tôi sẽ tắt đi. Tắt đi này.
và tôi trở lại cái biểu tượng chính của cái ví, chọn vào thêm, chọn thêm này. Ở cái ô tìm kiếm tôi sẽ dán cái smart contract vào đây, dán vào đó. Quý vị chọn vào dấu cộng để thêm cái token mà nó chưa được tích hợp vào đây đó, thì cái token skin này nó sẽ lên đây. Ok, thì hy vọng qua cái video này quý vị sẽ có thêm những cái phương tiện để quý vị giao dịch mua bán các token nó chạy trên cái network Son, trên cái điện thoại smartphone. Thì bình thường quý vị hay sử dụng cái ví Son hoặc Son Flasher hoặc Sonnet hoặc Phantom, thì quý vị không sử dụng được trên điện thoại smartphone. Và quý vị ai chưa có tài khoản sàn FTX hoặc là sàn Binance thì quý vị hãy đăng ký theo đường link mà tôi để bên dưới video này, hoặc quý vị lấy cái mã giới thiệu. Khi quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu, quý vị sẽ được giảm phí giao dịch. Ok, tôi xin kết thúc video này.